Bữa nay đi Costco mua thêm đồ xài ở trong nhà ở dưới thành phố Cypress. Bây giờ ở Costco người ta cũng có chích ngừa Covid-19 nè bà con, khỏi cần lấy hẹn luôn, đi vô trong cái tiệm pharmacy ở bên trong á chích ngừa. Bữa nay cái quần là jean Levi nó sale còn 24 đồng cái nè, bớt được 6 đồng. Mày size bự nhiều quá. Bên đây là cái phone iWatch với lại iPhone. Bên đây nó bán cái memory foam nè, là queen size nè, bớt 120 còn 480 nè, mua không? Đó, cái này thấy người ta đổi đó. Hả? Ở nhà ông Phượng nó có xài này không? Nó không này nguyên thùng luôn nè. Hả? Memory foam nè. Ngồi cái này nó nặng lắm á. Mày này đang sale nè. Nhỏ xíu rồi, phải không? Mua mua một thùng đi. Để lấy cho con. Còn 7 đồng rưỡi. 6 cái ha. Bữa nay vô đây là lấy cái chai thuốc súc miệng mouthwash này nè, đang bán 3 chai 7 đồng rưỡi. Mỗi chai 1 lít nha. Cái chai này nó không có chất cồn ở trong đây. Thứ này xài tốt nè bà con. Trên đó đó, 7 đồng rưỡi 3 chai. Bên đây có lạp xưởng nè, 11 đồng 49 sen hai cái. Cái này ngon lắm nha, lạp xưởng này ăn không có mỡ ở trong đây nè. Sản xuất tại Mỹ luôn. USA nè. Bây giờ người ta có bán bánh trung thu rồi nè. Hiệu này nè. 16 đồng 49 sen một hộp. Bánh trung thu 4 cái. Thêm qua. Giờ vô trong này mát hả? Mua thêm đi cho tụi nó đi. Trong khu này nè. Vô đây mua kem. Kem này hả? Từ nó chui vô đó luôn, lấy boba ice cream. Nguyên một cái quầy này là bán cà rem nha bà con. Mùa nóng á, người ta mua nhiều lắm. Cà rem nhiều lắm. Từ nó thích ăn cái loại boba ice cream. Bây giờ ở bên ngoài nóng lắm nha, 90 độ F. Vô đây thì máy lạnh nó xả mát. Người ngợm bây giờ cũng đông rồi. Giờ ở đây bình thường trở lại đây hết bị Covid rồi. Cái này để rửa chén nè, cái spon rửa chén nè. Mua thêm đi. 3 5 7 quá trời. Mà bán 9 đồng mấy á, mua thêm cái đi. Cái này xài lâu hết lắm. Này xài lâu lắm. Có 21 cái trong đây lận. Là đồ rửa chén với lại trà nồi á. Cái này là cái giấy sấy nè. Được á, mua đi. 7 đồng 69 sen. Đúng rồi, giấy sấy á. Sau khi mình giặt quần áo cái máy giặt xong rồi mình bỏ qua máy sấy á. Mình bỏ qua máy sấy xong mình bỏ cái giấy này vô, bỏ một hoặc là hai tờ giấy vô, nó sẽ làm cho cái quần áo mình nó sấy xong nó phẳng luôn, nó thẳng băng nhưng mà nó có mùi thơm, khỏi phải ủi. Là cái này nè nha, mình phải giặt quần áo xong rồi mình mới chuyển qua sấy rồi mình bỏ cái giấy này vô là lúc đó nó sẽ làm cho quần áo thẳng ra đó. Nó đang bán 7 đồng 69 sen đó. Bên tay trái này là xà bông giặt quần áo đủ loại hết trơn á, loại nước, loại bột. Rồi có cái cục nhỏ nhỏ bỏ vô tự động nó tan ra nữa. Ở bên trong cái này là máy lạnh nha bà con, 42 độ F, người ta để sữa với để trứng á. Đó là trứng gà màu nâu, còn này trứng gà màu trắng. Còn trong kia là sữa. Sữa không à, sữa tươi á. Cái này là thịt heo ba chỉ nè, 24 đồng 50 sen một khay nè. Cái này mình lại về mình làm heo quay á cũng được nữa, hoặc là mình kho trứng hộp vịt. Này là sườn heo non nè. Bên đây là bò rib eye nè, bữa mua mấy cái này về làm thịt bò ăn hôm bữa đó, này ngon lắm nha. Bên đây là người ta bán bánh mì kiểu Pháp nè, country french. Hai ổ này luôn, 6 đồng. Bánh mì kiểu Tây á bà con. Hình như ở bên Việt Nam bánh mì là không phải là thực phẩm thiết yếu nha. Ok. Trước mặt mình là cái quầy bán rượu nè. Rượu này làm ở California, nó ghi là California Grown. Mấy cái rượu này làm ở phía Bắc Cali nè, thung lũng Napa đó. Nhiều. Rượu này nó xuất khẩu đi khắp nơi trên thế giới nha bà con. Bán qua bên Việt Nam luôn á, nó ghi là Napa Valley nè. Đó.
có nhiều chai này uống ngon lắm, nguyên một khu đó luôn, nguyên một dãy đó luôn á, từ trên cao đó xuống dưới luôn là rượu không á. À, chai này đẹp quá ha. Wow, đẹp không? Ở ngoài nó bằng đồng. Nó bao lại giá của nó nè. À, ở trên đó có chai rượu nè, đẹp không? Chai trên đó đó. $300 một chai đó. Rượu người ta để tuốt ở trên cao đó luôn á. Xuống dưới luôn. Cái này được nè, $30 đang sale nè. Ừ, chạy dây điện, nhà mình có dây điện mà, lấy một cái đi, lấy hộp là còn nguyên á, cái đó nó tháo ra rồi, lấy cái còn mới á. Cái đèn này ban đêm nó tự động, nó bật lên khi mà có con mèo chạy ngang hoặc có người đi ngang vô nhà mình á. Mình gắn phía trước nhà, xong mình gắn thêm cái camera nữa, tự động nó thu hình luôn. Bên đây xà bông nè, có mua thêm Pantene không? Nó đang sale nè, có mua không? Bên đây là xà bông gội đầu Pantene đang sale còn 7,5 đồng một chai, bớt được 2,5 đồng. Ở nhà mình có này không? Có shampoo nè. Shampoo, dầu gội đầu còn dầu xả riêng hai. Cái dầu gội đầu là màu trắng, còn kia màu vàng. Sắp sửa hết rồi. Lên cái đi. Nó cũng sale đó. Năm nay Costco nó bán mấy xà bông này hơi ế, tại vì người ta không có đi về Việt Nam được á. Mấy năm trước mấy người Việt Nam bên Mỹ người ta về bệnh, người ta đem xà bông này về nhiều lắm nè. Kem đánh răng luôn, tất cả những đồ mỹ đế là bên Việt Nam người ta đều thích nha bà con. Mình hay xài cái này nè, xà bông gội đầu này là body wash nè, 10 đồng hai chai. Cái này thơm lắm nha. À, cái này đàn ông đàn bà xài chung với nhau luôn, nó ghi là body wash nhưng mà có thể gội đầu, có thể tắm chung với nhau được. Em có cần mua cái chai rửa tay này không? Thấy nó đang sale rẻ nè. 9 đồng mà bớt 6 đồng còn có 3 đồng à. 3 đồng mà 4 chai lận quá rẻ luôn á. Mua đi lấy chưa? Lấy nè hả? Ừ. Nè, xà bông rửa tay diệt khuẩn nha. 4 chai mà bự lắm nha. Còn có 3 đồng à. Còn bên đây là cái này là body wash nè. Bữa mình mua cái này xài này tốt lắm nè. Bữa mua nó sale, bữa này nó bán giá thường à. Còn cái gian hàng bên đây là kẹo bánh. Nhiều lắm. Thịt bò turkey đó. Thịt bò khô của Mỹ á. À, thôi mua vài món thôi, giờ đi về. Vài món sơ sơ thôi. Cái tính tiền ở bên này cũng đông lắm nha. Ê, lại cái self check out đi. Tự trả tiền đằng kia kìa. Nè, cái chai thuốc này là nó giúp cho mình tăng cường trí nhớ đó, focus đó. Không. Brain and nutrition for the brain nè. Nhưng mà mình đầu óc như đất sét thì cái uống cái này cũng như không à. Nó đang sale còn 16 đồng 49 cent. Cái này cho mấy người bình thường, nó chỉ giúp cho mình thêm cái trí nhớ thôi, nhưng mà mình phải vận cái đầu óc của mình hoạt động mới được, chứ không phải là mình dốt mình uống cái này vô tự động mình có trí nhớ nha bà con, không có phải vậy nha. Nhưng cái gian hàng bên này là bán thuốc tây, thuốc bổ, đủ loại thuốc hết đó, dầu cá, thuốc bổ nè, đủ loại hết á, mấy chục đồng cũng có, mấy đồng cũng có. Này, thuốc bổ cho con nít nè, đang bớt 3 đồng còn 10 đồng. 10 đồng một lọ này nè, vitamin cho con nít, cái loại giống gummy bear đó, 300 viên. Mùi nó thơm á, con nít nó khoái á. Cái này nó ăn được, bỏ miệng nó ăn thôi khỏi cần uống. Bên đây là mấy cái thuốc để giảm đau nè. Chị thuốc chị sốt á, bị cảm rồi đó. Nguyên một dãy đó luôn. Nó nhiều hiệu lắm nha, không có cần phải Tylenol nha bà con. Công dụng nó đều giống nhau hết á. Mấy đồng một chai nè. Fever reducer nè, giảm sốt nè, bị covid rồi đó, bị cảm cúm, bị sốt đó là uống cái này được. Thuốc này là nó trị nhức đầu nè, người nào bị nhức đầu thường kinh niên thường xuyên, nó ghi là migraine là nhức đầu nè, relief đó, uống vô. Nhức đầu là do cái mạch máu của mình đó, nó không có lưu thông được á, mình phải điểm huyệt nha, thì nó lẹ hơn là uống thuốc. Rồi bà ta mới mua quá trời luôn. À, cái gì vậy, nhiều dữ vậy? Rồi, cái quầy tính tiền nhiều không? Trời, bà kia bà mua nhiều đồ ha, nó gửi về Việt Nam á. Bây giờ mình đừng có gửi Việt Nam nhiều quá nha, mốt tụi nó tham nó lấy hết đồ của mình luôn á. Mình gửi vừa đủ xài thôi. Nè, lên đi, chỗ này trống nè. Cái này là quầy tự trả tiền nha. Quẹt thẻ vô. Bây giờ mấy đứa nhỏ nó lớn à,
nó đi theo nó giúp mình cũng đỡ lắm. Tự trả tiền luôn, tự quét qua cái đó chỗ đó thì nó hiện cái giá tiền lên. Rồi bỏ thẻ rô trả tiền. Bây giờ đi ra ngoài, ở bên tay trái là cái quầy bán mắt kiến nè. Mình đo mắt cái mình làm mắt ở đây luôn. Bên ngoài cũng tối rồi, gần 8 giờ rưỡi rồi, sắp sửa đóng cửa. Bây giờ đi ra ngoài đổ xăng về. Bên tay trái là cái quầy làm thẻ hội viên membership, với lại người ta đang xếp hàng ở bên tay trái đó đó, người ta xếp hàng, người ta trả đồ lại á. Xài không người ta không có thích á, người ta có quyền đem trả lại nha. Trả tiền lại cho mình. Nó xe bên kia hả? Tư có mua hot dog ăn không? Are you hungry Tư? Bên đó có bán hot dog nè. Giờ đi ra ngoài rồi chỗ đậu xe. Bây giờ muốn đậu tối rồi nè. 8 giờ 15 mà tối rồi. Rồi mình đem đồ ra xe, sau khi mình chất vô xe thì mình bỏ cái xe đẩy vô đây lại cho người ta nè. Giờ mình chạy qua kia đổ xăng. Wow, cái line đằng đó cũng dài quá hả? Cái line đổ xăng đằng nặng á. Phía trước là cái chỗ người ta gắn bánh xe cho mình, sau khi mình mua vỏ xe đó, mình đem xe qua đây nó gắn bánh xe cho mình. Còn bên đó là bơm hơi bánh xe miễn phí, mình có xe mình đem vô mình bơm hơi cho nó căng lên thêm á. Quá trời xe luôn, xếp hàng đổ xăng. Mà ở đây cũng lẹ tại vì mỗi cái cột nó có tới 3 trạm xăng lận. Rồi vừa tới đây là nó nổi đèn đổ xăng lên nè. À. Xe này đổ đầy bình xăng chạy được 255 mai. Có mở máy lạnh luôn nha. À, cũng lẹ mà, sắp tới lượt mình rồi. Còn chiếc trên nữa là tới rồi. Bây giờ người ta cũng làm cái đèn giống bên châu Âu á. Cái đèn màu xanh á là nó là cái cây xăng nó available cho mình vô đổ. Bữa nay xăng 87 là 3 đồng 79 cent một galon. Còn xăng 91 là 3 đồng 99. Mình đổ xăng ở Costco nó vẫn rẻ hơn ở ngoài rất nhiều nha. Ít nhất cũng phải 20 cent một galon. Với lại người ta cho mình tiền rebate lại 3% á, tức là tiền trả lui lại á. Bất cứ mình mua giá bao nhiêu tiền thì người ta trả lại cho mình 3%. Hello guys. Rồi xong rồi. 11.63 gallon 44 đồng 19 cent. Bye bye nha.